Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Huyền A Dốc Nguyễn. Mình rất vui gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn may hoàn chỉnh bộ áo sơ mi cổ đức của nữ. Nếu ở phần 1 mình hướng dẫn các bạn cắt thân trước, thân sau, phần 2 mình hướng dẫn các bạn cắt tay áo và may hoàn chỉnh phần tay này, thì sang phần 3 này mình sẽ hướng dẫn các bạn may cổ áo và cách lắp ráp phần cổ áo vào họng cổ của thân trước và thân sau. Giờ mình sẽ dẫn các bạn đi may. Để may được phần cổ này, các bạn lưu ý cho mình sẽ có hai lá cổ và hai lá chân cổ. Nếu mà lá chân cổ chính và bản cổ chính thì mình có ép mếch, còn bản cổ của phần lót cổ và chân cổ lót thì mình không ép mếch nhé. Và trước khi đi may cái phần cổ áo thì các bạn lưu ý cho mình, phần chân cổ mình đã là theo dưỡng, các bạn sẽ đặt dưỡng lên. Và là cho mình là 1 cm. Còn phần cổ áo thì các bạn sẽ săn dấu cho mình. Sau đó mình sẽ may phần chân cổ một đường diễu. Còn phần bản cổ này mình cũng là qua nhé. Và mình sẽ may theo đường mình vừa là được. Để may phần chân cổ, các bạn sẽ lật cho mình mặt phải của chân cổ lên và giữ cho mình một đường. Đường giữ của mình là một chân vịt là 0,7 cm. May xong chân cổ, mình sẽ may đến bản cổ. Mình sẽ may đúng vào đường bản cổ mình vừa là. Các bạn mà không là thì mình có thể vẽ phấn. Và mình chạy đến phần đầu nhọn của phần cổ áo. Cách đúng một mũi chỉ thì mình sẽ dừng lại. Để mình đặt dây lộn cổ. Các bạn lưu ý là riêng cổ đức mình phải đặt dây lộn cổ. Cách một mũi chỉ. Tầm 0,1 cm mình sẽ đặt dây chỉ để mình lộn cổ. Và các bạn kéo sát cho mình cái phần dây lộn cổ này về kim. Sau đó mình sẽ đẩy cái phần dây lộn cổ này về bên trong và mình may tiếp một đường. Và phần đầu cổ bên đây các bạn cũng may như phần đầu cổ mình vừa may là được. May xong mình sẽ sửa đường may. Đường may mình để là 0,5 cm. Còn phần đầu để mình rút dây lộn cổ mình sẽ để 0,2 đến 0,3 cm. Sửa đường may xong thì mình sẽ rút dây lộn cổ. Các bạn sẽ lật ra mặt phải của phần cổ áo
và cầm cái đầu chỉ các bạn kéo ra nhé. Các bạn lưu ý là khi mình đặt dây lộn cổ chuẩn thì cái phần đầu cổ của mình nó rất là thoát và lợi êm và không bị tù ở phần góc nhọn của bản cổ. Sau đó mình sẽ vứt phẳng cái phần đường may, hoặc các bạn có thể ra là và may cho mình một đường. Mình có thể diễu hoặc là mí. Diễu thì mình diễu từ 0,5 đến 0,7, còn mí là 0,1 cm. Mình mí 0,1 cm. Mí phần bản cổ xong thì mình sẽ đặt cái phần dập của phần bản cổ lên phần mình vừa may xong và ghim một đường. Đường may này sẽ cách đường dập là 0,1 cm. Các bạn lưu ý là để dập lên để khi mình ghim cái phần cổ áo của mình nó không bị xê dịch và nó không bị xéo canh của phần bản cổ. Ghim xong bản cổ thì mình sẽ sửa đường may. Đường may để là 0,7 cm. May xong phần bản cổ thì mình sẽ sang dấu lượng. Phần chân cổ các bạn sẽ gập đôi phần chân cổ vào và sang dấu giữa cho mình. Phần giữa của chân cổ sẽ đặt với phần giữa của bản cổ và may cho mình một đường. Để may được chân cổ mình sẽ lấy phần dập ra và sang dấu cho mình vòng quanh phần chân cổ theo dập. Sau khi sang dấu xong thì mình cũng sửa đường may, để đường may là 0,7 cm. Phần bản cổ mình cũng gập đôi để mình sang dấu lấy giữa. Và mình sẽ ghim chân cổ với bản cổ. Mặt phải của chân cổ gấp với mặt phải của bản cổ, ghim một đường. Đường ghim này của mình sẽ trùng với đường phấn mình vừa vẽ.
Sau khi mình ghim chân cổ với bản cổ xong thì mình sẽ để cái phần dập lên phần đầu của chân cổ và mình sang dấu hai bên cho đều nhau để khi mình may lên cái phần chân cổ của mình nó sẽ đều và nó đẹp hơn. Và hai đầu chân cổ không bị lệch. Sau khi mình sang dấu xong, mình sẽ may phần chân cổ, sẽ gập cho mình hai mặt phải của phần chân cổ với nhau và may cho mình theo đường phấn mình vừa vẽ. May xong mình sửa đường may, phần đầu chân cổ mình để 0,3 ly, phần giữa mình để 0,7. Và mẹo để mình đẩy phần chân cổ, các bạn lưu ý này, đặt cho mình ngón tay, lật cho mình đường may hết về phần lá lót, vuốt ra thì cái phần đầu chân cổ của mình nó rất là êm, nó tròn, nó mọng và nó thoát, nó không bị gãy khúc. Các bạn lưu ý là để ngón tay vào cho mình và lật ra cho mình nhé, thì hai cái phần đầu chân cổ của mình nó rất là êm và thoát. Và kiểm tra luôn phần chân cổ và bản cổ hai bên bằng và trùng khít nhau là được. Sau đó mình sẽ giễu một đường hoặc mí một đường về phần chân cổ chính. Đường may các bạn sẽ lật hết về bên dưới. Quay xong phần cổ áo thì mình sẽ sửa đường may ở phần chân cổ lót. Đường may các bạn để lại cho mình là 0,7 cm. Sửa đều cho mình còn 0,7. Sửa xong mình sẽ gập đôi cái phần bản cổ và chân cổ, kiểm tra lại một lần nữa. Nó đều nhau và bằng khít nhau là được. Sau đó mình sẽ sang dấu phần chân cổ lót và chân cổ chính. Và đây là phần bản cổ mình đã hướng dẫn các bạn may hoàn chỉnh. Kiểm tra qua cái phần nẹp áo, sao cho phần nẹp hai bên áo của mình nó bằng nhau là được. Sau đó mình mới tiến hành đi ghim cổ áo vào họng cổ để mình may phần cổ áo. Và để may được phần cổ áo ở phần họng cổ, các bạn lưu ý này. Cổ áo các bạn sẽ để lên trên
mặt phải của phần cổ áo sẽ để bên mặt trái của phần chân cổ, và trước khi đi may mình sẽ khớp qua cái phần chân cổ với phần họng cổ của áo, nếu nó trùng nhau thì mình sẽ đi may. Khi mình khớp xong nó trùng nhau là mình đi may nhé. Và bao giờ cái phần chân cổ lót cũng sẽ âm hơn với lại toàn vòng cổ của phần cổ chính là 0,5, tức là 1/2 của phần họng cổ của thân áo sẽ dư hơn so với chân cổ là 0,5. Thì khi mình may cái phần cổ áo lên nó sẽ ôm và nó không bị bay cái phần chân cổ. Các bạn sẽ để cho mình mặt phải của phần cổ áo lên trên và mặt phải của chân cổ sẽ để lên để mình ghim hai phần đầu chân cổ trước. Trước khi đi may cái phần cổ áo, các bạn sẽ gập đôi cho mình cái phần cổ mình vừa may xong. Sau đó mình sẽ khớp cái phần cổ áo này với lại vòng cổ của thân sau. Vòng cổ thân sau dài bao nhiêu thì các bạn sẽ để cho mình cái phần chân cổ mình vừa may xong dài bấy nhiêu và hụt vào cho mình là 0,3 cm. Để khi mình may lên cái phần chân cổ nó sẽ ôm vào phần cổ áo. Sau khi mình sang dấu xong thì mình sẽ đi may phần chân cổ với phần họng cổ. Các bạn sẽ trùng cho mình đường can của vai thân trước với vai thân sau, trùng với lại đường mình sang dấu ở phần chân cổ. Đừng may lật hết về thân sau, hoặc là các bạn là rẽ đường may ra cho mình. Sau khi may lần một xong, các bạn lưu ý này, phần chân cổ của mình khi mình bẻ xuống nó là một đường thẳng với phần lẹp áo, thì mình sẽ đi mí cái phần chân cổ. Các bạn sẽ may cho mình vòng quanh phần chân cổ là được. Khi mình may mí phần chân cổ thì các bạn sẽ may đau hơn cho mình so với đường 1 là 0,1 cm. Thì khi mình may xong mình không bị hở đường chỉ.
Vậy là mình vừa dẫn các bạn may xong phần cổ áo. Đây là phần cổ áo của mình. Khi may xong phần cổ áo của mình nó êm, nó không bị rúng và nó đều ở hai bên họng cổ thân trước. Vậy là mình vừa dẫn các bạn cắt và may hoàn chỉnh mẫu cổ đức của áo sơ mi nữ. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Chúc tất cả các bạn cắt và may thành công. Chào các bạn.